Kính bạch sư, hiện nay có rất nhiều người phụ nữ mang thai, nhưng đi khám bác sĩ thì thai bị dị tật, sanh ra thì cũng chết, hoặc mắc một số bệnh hiếm, thường sẽ chết sau khi được sanh ra. Đa số lời khuyên của bác sĩ đều là thai này không giữ được. Vậy trong trường hợp đó ta nên làm thế nào? Kính mong sư chỉ dạy để mọi người nữ giới có hướng quyết định đúng đắn để không phạm giới và tạo nghiệp. Chân thành cảm ơn sư. Để nghiệp nó vận hành. Lời khuyên của sư là để nghiệp nó vận hành. Nếu như cái nghiệp của đứa nhỏ tuổi thọ nó chỉ tới đó thì tới đó nó sẽ tự nó chết. Mình không nên can thiệp. Bởi vì khi mình can thiệp là mình can thiệp cắt đứt mạng sống của nó. Như vậy là mình phạm giới sát sanh. Trong khi đó cứ để cái tuổi thọ nó diễn tiến theo cái nghiệp. À, đứa nhỏ nó thọ được bao nhiêu tuổi là cái chuyện. Rồi cái thứ hai, trong trường hợp mà sanh ra rồi bị dị tật đi chăng nữa thì nhớ giùm. Cái chuyện đó cũng là do cái nghiệp của đứa nhỏ. Nha. Và mình nên tôn trọng quyết định của nó. Nếu như nó muốn kết thúc thì đó là quyết định của nó. Chứ mình đừng quyết định giùm nó. Nó kẹt một cái là mình áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác á. Rồi tự nhiên là mình sát hại con ta chơi. Ví dụ như bây giờ sư nghe nói nhiều vụ người ta cắt cổ gà, người ta giết gà, nói thôi tôi giết mày cho mày đầu thai kiếp khác mày sướng hơn. Có chắc không? Có chắc thứ nhất là mình giết nó đầu thai kiếp khác nó sướng hơn không? Có chắc là con gà nó muốn chết. Tất cả chúng sanh đều yêu quý mạng sống. Chừng nào mà con gà nó tự nó nhảy vô cái nồi á, nồi nước sôi, sư thấy có một trường hợp y chang vậy đó. Tức là có một cái chảo, một cái chảo dầu nó đang sôi, thì một con bạch tuộc á, nó tự nó leo ra rồi nó nhảy vô cái chảo dầu, thì khi đó nó quyết định cái cuộc đời của nó nghe. Mình đừng quyết định giùm. Cho nên là lời khuyên của sư là để cho nghiệp nó vận hành, đừng can thiệp. Bởi vì khi mình can thiệp là mình sẽ phạm giới. Có những lời khuyên thì sư không thể nói, một vị tu sĩ không thể khuyên. Có những lời khuyên một vị tu sĩ không thể nói, cho nên là sư chỉ có thể nói như thế thôi.